Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 12 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Quý Hợi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh, đại hải thủy, ngày Quý Hợi tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại hải thủy, Kỷ Tủi, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là Tủi, Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi thành mộc cục, xung với Tỵ, hình Hợi, hại thân, phá Dần và tuyệt Ngọ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu. Tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Mùi, Ất Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Sinh Khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây, sao Nguyệt Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, sao Âm Đức, tốt mọi việc, sao Ích Hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Dịch Mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao Phúc Hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Minh Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Ngũ Hợp, tốt mọi việc, sao Nhân Chuyên, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao Nguyệt Yếm Đại Họa, xấu đối với xuất hành, giá thú, sao Nhân Cách, xấu đối với giá thú, khởi tạo, sao Âm Thác, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Chính Bắc. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội phù trợ, cho nên sự nghiệp của bạn tuổi Tý đang tiến triển rất chi là thuận lợi. Với bạn tuổi Tý đang có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và người đó sẽ giúp cho bạn khắc phục được những khó khăn còn chưa giải quyết trong suốt thời gian qua với bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tý cũng có thể nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp vì bạn đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao của mình. Bạn hãy tự tin và tiếp tục cố gắng hơn nữa. Mọi công lao của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai. Ngày này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ giữa bạn mệnh tuổi Tý và những người khác giới đang phát triển rất chi là tốt đẹp. Nếu như bạn đang còn độc thân, bạn có thể được một vài đối tượng hứa hẹn theo đuổi. Bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng với mình. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, có được quý nhân giúp sức khắc phục được những khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, đồng nghiệp khâm phục, lãnh đạo đánh giá cao. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định với mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có Tị Kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu đang phải đối diện với những hành vi tranh quyền đoạt lợi của bạn bè và đồng nghiệp. Những người bạn tưởng chừng như thân thiết có thể quay lưng với bạn khi đứng trước lợi ích chung. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu, có thể rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bạn cũng cần phải giữ những suy nghĩ lạc quan và tỉnh táo, không nên lao vào hồ theo những kẻ hám lợi, gây ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân, khiến cho chính mình mang tiếng xấu về sau này. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có Thổ khắc với Thủy. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Sửu cần phải quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn, bởi dường như bạn đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình. Và nhân dịp cuối tuần, bạn hãy tổ chức một buổi dã ngoại hoặc là nấu một bữa ăn ngon để gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, bạn bè, đồng nghiệp tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, giữ vững chính kiến của mình, không nghe theo kẻ xấu nịnh nọt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, có suy nghĩ tích cực khi đứng trước những khó khăn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên cái điều này sẽ gây ảnh hưởng trên phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn đã có gia đình rồi thì bạn cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian tâm sự với nửa kia của mình, bởi tình cảm hai người đang dần trở nên lạnh nhạt đi rồi. Và đối với những người chưa lập gia đình thì cũng gặp không ít chuyện khó khăn ngoài ý muốn trong chuyện tình cảm. Cho dù bạn mở lòng với mọi người xung quanh, nhưng bạn lại khó có thể tìm được một người phù hợp với mình. Và có lẽ với bạn tuổi Dần cần phải bình tĩnh, chờ lúc khác sẽ thích hợp hơn với bạn. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. cho thấy với bạn Tử Dần lại đang có được dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp của mình. Bạn Tử Dần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đó chính là cơ sở để cho bạn thăng tiến trong tương lai. Nếu như bạn phải thi cử trong ngày hôm nay, bạn cũng sẽ đạt được kết quả rất chi là tích cực nữa. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy không tìm được người phù hợp với mình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, vợ chồng lạnh nhạt, thiếu quan tâm đến nhau. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, cần dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, thi cử, công việc đạt được kết quả tích cực. Về đánh giá của bạn Tử Dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội cục phù trợ, cho nên bạn tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mão, vì bạn đang có xu hướng lý tưởng hóa mọi việc nên thường thấy chán nản và muốn từ bỏ nếu công việc của bạn có gặp khó khăn ngoài ý muốn. Và với bạn tuổi Mão, tính tình hiền hòa, vui vẻ, cái điều này sẽ giúp cho cái mối quan hệ xã giao của bạn mệnh phát triển khá chi là thuận lợi. Bạn tuổi Mão, bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ mọi người và cũng tin chắc rằng mọi người sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho mình khi có gặp khó khăn, rắc rối trong cuộc sống nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy về gia đình của bạn tuổi Mão luôn có được bầu không khí rất chi là hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình chẳng giấu giếm nhau điều gì mà luôn tâm sự, trao đổi với nhau mọi việc trong nhà, cho dù là việc lớn hay là việc nhỏ. Chính vì thế, bạn luôn có được mái ấm gia đình rất chi là ấm áp, hạnh phúc. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, hăng hái bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, dễ bỏ cuộc giữa chừng nếu gặp khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, không nên lý tưởng mọi công việc quá mức. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, gia đình hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này gây ra nhiều khó khăn cho bạn trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Thìn, dễ phải chịu sự nghi ngờ, gièm pha của đồng nghiệp. Có thể kẻ tiểu nhân đang ngấm ngầm hãm hại bạn, đẩy bạn vào rắc rối vì ghen tức với những thành quả mà bạn đã đạt được trong công việc. Và bạn mệnh tuổi Thìn, bạn vốn là người nhiệt tình và thẳng thắn nhưng lại quá mức nóng nảy, dễ bị kích động và trước khi rõ ràng thực hư, bạn không nên vội tin theo những lời bóng gió xung quanh mình, nghi ngờ oan cho những người vô tội. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Thìn là bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, Đừng có khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý của mình, bởi chưa chắc tất cả những suy nghĩ của bạn đã là đúng đắn. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, chịu sự nghi ngờ, gièm pha của bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, không nên vội tin theo những lời bóng gió. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, đề phòng kẻ tiểu nhân, ngấm ngầm hãm hại. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, tính tình nóng nảy, dễ bị kích động. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, đừng có bắt người khác nghe theo ý kiến của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Cho nên với bạn tuổi Tỵ, bạn đang có điểm báo không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tỵ, bạn thường nói năng, không suy nghĩ, không kiêng nể ai, và cái điều này rất dễ gây mất lòng những người xung quanh. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn có tham vọng, nhưng để đến được với thành công thì bạn cần phải có một lộ trình rõ ràng, không thể nóng lòng, mong ước muốn của mình thành công ngay lập tức được. Với bạn tuổi Tỵ, bạn vốn là một người thông minh, có chí tín thủ, vì vậy bạn hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Tuy nhiên, muốn thành công thì bạn cần phải dựa vào sức của mình, không nên trở thành con giáp tham tiền chạy theo những gì ngoài tầm với. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, cần chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp với mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, dễ gây mất lòng mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, ôm đồm quá nhiều công việc, không nên tham lam. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, nên lập kế hoạch phấn đấu rõ ràng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp ngày thủy hỏa xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia của mình vì những quan điểm trái chiều nhau. Vợ chồng không tránh khỏi những khi bất đồng ý kiến. Tuy nhiên, với bạn tuổi Ngọ, bạn không nên nói những lời gây tổn thương cho nửa kia của mình trong cơn nóng nảy như vậy. Và một khi chiến tranh lạnh xảy ra, dù ai là người đúng, ai là người sai, thì bạn mệnh tuổi Ngọ cũng có thể là người chủ động làm hòa. Vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng hơn mà thôi. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có thiên ấn chiếu mệnh, lại là dấu hiệu tốt cho sự nghiệp của bạn mệnh trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Ngọ dễ đạt được nhiều thành tích cao trong các công việc như là nghiên cứu, nghệ thuật, dịch vụ, và bạn hãy phát huy điểm mạnh của mình để có thể được thăng tiến nhanh trong tương lai bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, dễ bất đồng ý kiến với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, không nên nóng nảy, nói lời tổn thương người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, hãy chủ động, làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, đạt được những thành tích cao trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, phát huy ưu điểm để có thể thăng tiến nhanh hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày có Tị Kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mùi đang gặp không ít rắc rối trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn đang giữ ở vị trí lãnh đạo, bạn có thể sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề do cấp dưới gây ra. Và bạn cần phải bình tĩnh, hết sức có thể để không vướng phải những sai lầm. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi cũng có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả do đồng nghiệp gây ra. Và bạn đừng nên giữ những suy nghĩ nóng nảy, cáu gắt, vì trên thực tế thì những suy nghĩ ấy không giúp ích được cho bạn gì cả. Bạn nên lạc quan và coi như đây là cơ hội để rèn luyện bản thân mình hơn nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Mùi, ngày này lại không tốt để cho bạn thực hiện những công việc quan trọng. Vì vậy, nếu như bạn có kế hoạch nào trọng đại thì bạn nên tiến hành vào thời điểm khác để tránh những vướng mắc không cần thiết xảy ra với mình. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, giải quyết rắc rối do đồng nghiệp, cấp dưới gây ra. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, không nên nóng nảy, quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, suy nghĩ tích cực sẽ giúp cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, không ngừng rèn luyện bản thân trong lúc khó khăn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, không nên thực hiện những kế hoạch trọng đại. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Thân phải trải qua một ngày không được yên ổn với mình. Bạn tuổi Thân vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn do kẻ tiểu nhân giở trò. Đáng buồn là những ai không hiểu rõ về bạn có thể hiểu lầm bạn nữa. Với bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn cũng đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng, bởi nói miệng cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Bạn hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là con người như thế nào. Đến lúc đó, kẻ tiểu nhân sẽ phải nhận ra sai mà thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thân luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Do đó, nếu không tìm được cách giải quyết cho vấn đề, bạn đừng có ngần ngại tâm sự với người ấy. Hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra hướng giải quyết một cách nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn nhiều. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, đối mặt với tiểu nhân, dễ vướng vào rắc rối. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, chứng minh bản thân mình bằng hành động thực tế. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, nửa kia thấu hiểu và biết sẻ chia. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, tâm sự với nửa kia nếu gặp phải khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy về cái mối nhân duyên của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu rất chi là tốt đẹp, đặc biệt là đối với những ai chưa lập gia đình. Và với bạn tuổi Dậu, bạn hãy cởi mở với những đối tượng tiềm năng theo và cho họ cơ hội được tiếp xúc, trò chuyện với mình nhiều hơn. Nếu như bạn đã có gia đình rồi thì với bạn tuổi Dậu luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho đối phương. Cho dù có nghe thấy lời nói bóng gió ở ngoài kia không hay, bạn cũng không vội nghi ngờ mà luôn trò chuyện, tâm sự thẳng thắn với người ấy trước. Ngày này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, phù trợ, giúp đỡ cho bản mệnh tìm kiếm được những mối làm ăn tốt đẹp. Chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, quyết tâm thực hiện kế hoạch, tiến về phía trước thì bạn có thể sẽ chinh phục được mọi thách thức mà cuộc sống và công việc đặt ra. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, hãy cởi mở với những người tiếp cận mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, tìm được những cơ hội làm ăn tốt. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, quyết tâm thực hiện kế hoạch đã đặt ra. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tuất đang có chí khí, luôn cố gắng phấn đấu vươn lên, nhưng lại quá nóng vội, dễ có những hành động mù quáng hoặc là đưa ra những quyết định thiếu chính xác, và bạn cần phải học cách giữ bình tĩnh mình hơn nữa. Với bạn tuổi Tuất trong ngày này, nếu không chắc chắn về một vấn đề nào đó, bạn có thể hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Không nên tự tiện đưa ra quyết định, nếu không, đến một lúc nào đó bạn sẽ phải hối hận vì điều này. Trong cái vận trình ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tuất là bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình. Bạn có nhận ra cái mối quan hệ của mình và các con đã trở nên xa cách nhau hơn rồi, và bạn hãy bớt thời gian cho công việc, dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái của mình. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, có chí khí, luôn phấn đấu vươn lên. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, không nên nóng vội, có những hành động mù quáng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, nên hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, cần quan tâm tới con cái nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình xa cách nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi trong ngày này đang có điểm báo dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực khi bạn đang chịu ảnh hưởng xấu của cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tị Hợi gây ra. Tuy nhiên, dù có bất kỳ khó khăn nào bày ra trước mắt bạn thì với bạn tuổi Hợi, bạn cũng không nên than thân trách phận mà cần phải suy nghĩ tích cực và tìm cách khắc phục ngay. Với bạn tuổi Hợi, bạn là người thông minh và nhanh nhạy. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại quá nóng vội và đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho bạn cố gắng rất nhiều nhưng lại không thành công được như người khác. Trong ngày thứ 6 này, đối với bạn tuổi Hợi, nếu như có kế hoạch xuất hành đi xa thì bản mệnh nên đi về những hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Đông Nam và Tài Thần hướng Tây Bắc. Đây là hai hướng đem lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều thuận lợi. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc Hỏa, suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc Thổ, không nên than thân trách phận. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc Mộc, nóng vội, dễ đưa ra quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim, nên bình tĩnh trao đổi với mọi người. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy, hãy phát huy ưu điểm thông minh, nhanh nhẹn của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.